Trung Quốc yêu cầu Miến Điện giảm căng thẳng vùng biên giới, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Một lần nữa thì Trung Quốc lại lên tiếng yêu cầu Miến Điện giảm bớt căng thẳng ở vùng biên giới hai nước, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân Khô Cang, đòi tự trị. Yêu cầu này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong thông cáo phổ biến chiều ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Thông cáo có đoạn viết rằng Trung Quốc hy vọng căng thẳng sớm giảm bớt để tránh gây nên bất ổn cho vùng biên giới giữa Hoa Lục và Miến Điện. Thông cáo này được phổ biến ngay sau khi chính phủ Miến Điện đã cử đặc sứ sang Bắc Kinh yêu cầu cường quốc láng giềng bắt giữ những phiến quân đang dùng đất Trung Quốc làm địa điểm để mở những cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ của Miến Điện. Trước đây, thì Miến Điện từng cáo buộc là phiến quân Khô Cang đòi tự trị đang được sự yểm trợ từ phía Trung Quốc, cho hay là nhiều binh sĩ Hoa Lục đã giải ngũ đang cầm súng đánh thuê cho phiến quân.